Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự buổi sáng của Đài Phát Thanh và truyền hình Long An. Sau đây là một số tin tức đáng lưu ý, mời quý vị cùng điểm qua. Quyện Châu Thành cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong 9 tháng dược năm 2023. Tên thế giới, những đứa trẻ lặng im ở giải Gaza. Phó Bí thư Quyền ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành Nguyễn Thị Diễm Quỳnh đã có buổi làm việc với các phòng ban và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các xã Thanh Vĩnh Đông, Thuận Mỹ, Phước Tân Hưng, Phú Ngãi Trị, Hiệp Thạnh, Vĩnh Công về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Năm 2024, tổng vốn đầu tư công do huyện Châu Thành quản lý hơn 128 tỷ đồng, trong đó gồm vốn ngân sách trung ương 8,6 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh trên 20 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương trên 99 tỷ đồng. Đến đầu tháng 10 2024, khối lượng thực hiện đạt 65% kế hoạch, giải ngân đạt trên 56% kế hoạch. Nhìn chung, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm so với yêu cầu, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nguyễn Thị Diễm Quỳnh yêu cầu các phòng ban và các xã thị trấn tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện các chương trình dự án, hoàn thành công tác giải ngân trong tháng 10 và tháng 11 năm 2024. Quỹ ban kiểm tra thì quỹ kiến tường tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát trong 9 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. Từ đầu năm đến nay, công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của đảng của đảng bộ thị xã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Số lượng chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, giám sát của các quỹ, quỹ ban kiểm tra các cấp tăng hơn so với cùng kỳ. Quỹ ban kiểm tra các cấp làm tốt vai trò tham mưu, đề xuất giúp các quỹ, ban thường vụ các quỹ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đảm bảo chất lượng, tiến độ theo chương trình kiểm tra giám sát năm 2024 đã đề ra thực hiện chương trình kiểm tra giám sát của ban thường vụ thị quỹ và quỹ ban kiểm tra thị quỹ thực hiện đạt 90%, đối với đảng quỹ và quỹ ban kiểm tra đảng quỹ cơ sở đạt 85%, cá biệt có nơi đạt 100%, chi bộ cơ sở đạt trên 60% chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra, chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát được nâng lên rõ nét, góp phần quan trọng trong việc xây dựng đảng bộ thị xã kiến tường trong sạch vững mạnh. Hội đồng nhân dân huyện Cần Đức tổ chức hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng nhân dân với các ban Hội đồng nhân dân huyện quý 3 năm 2024. Trong quý 3 năm 2024, Thường trực Hội đồng nhân dân huyện duy trì các hoạt động theo luật định, thể hiện vai trò là cơ quan điều phối các hoạt động của Hội đồng nhân dân huyện. Hội đồng nhân dân huyện đã tổ chức tiếp xúc cử tri theo quy định, xây dựng và ban hành kế hoạch tổ chức phiên chất vấn đối với Ủy ban nhân dân huyện và các phòng ban ngành huyện triển khai các hoạt động giám sát, bám vào mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết của Hội đồng Nhân dân quyền đề ra năm 2024. Thời gian tới, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện tập trung giám sát những vấn đề trọng tâm, bức xúc có liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, các đơn thư kiến nghị, phản ảnh, khiếu nại, tố cáo của công dân. Điều qua, phối hợp hoạt động giám sát với các ban hội đồng nhân dân huyện để đôn đốc quỹ ban nhân dân huyện và các ngành liên quan trong thực hiện nghị quyết hội đồng nhân dân huyện năm 2024 đạt kết quả cao. Quỹ ban nhân dân quyền Vĩnh Hưng tổ chức hội nghị thông qua dự thảo kế hoạch tổ chức hội thi thiết kế biểu trưng logo huyện Vĩnh Hưng. Theo kế hoạch, đối tượng tham gia dự thi là tất cả các tổ chức cá nhân trong và ngoài quyền. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày ban hành kế hoạch đến hết ngày 30 tháng 1, 2025. Các bài thi nộp trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại phòng văn hóa và thông tin quyền. Mỗi tác phẩm dự thi phải đi kèm với bản thuyết minh về logo thiết kế của mình. Cơ cấu giải thưởng gồm 3 giải, một giải nhất, hai giải khuyến khích. Ngoài ra, ban tổ chức sẽ hỗ trợ tiền cho mỗi tác phẩm vượt qua dòng sơ tuyển. Những năm qua, chương trình cho dây vốn ưu đãi học sinh sinh viên của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Cần Duộc đã trở thành người bạn đồng hành hỗ trợ cho hàng ngàn học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có điều kiện tốt hơn để theo học đại học cao đẳng và học nghề. Tính đến cuối tháng 9 năm 2024, phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện hỗ trợ cho hơn 1.300 học sinh sinh viên được gia vốn với tổng số tiền gần 78 tỷ đồng. Nhờ nguồn vốn vay được triển khai kịp thời, mà nhiều hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được chia sẻ, giảm bớt gánh nặng vào mỗi đầu năm học mới. Con tôi năm nay trúng tuyển vào trường đại học của năm nhất. Và được ngân hàng chính sách xã hội hỗ trợ vay vốn để chi phí học tập cho con tôi một năm là 40 triệu đồng thì cũng rất là cảm ơn ngân hàng chính sách xã hội đã hỗ trợ vốn vay cho gia đình tôi để tạo điều kiện cho con em cho con của tôi đi học. Đầu năm học mới, nhu cầu gia vốn học sinh sinh viên tăng, phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện phối hợp tốt với các hội đoàn thể, đội ngũ, tổ trưởng, tổ tiết kiệm và gia vốn ở địa phương, kịp thời thống kê số lượng học sinh sinh viên có nhu cầu gia vốn để xét duyệt bổ sung kế hoạch cho dài. Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Long An tổ chức lễ bàn giao nhà tình bạn cho người đang gặp khó khăn về nhà ở. Theo đó, căn nhà được bàn giao cho gia đình anh Ngô Quốc Trung, khu phố Rọc Chanh A, thị trấn Tân Hưng. Căn nhà có diện tích hơn 70m2, kinh phí xây dựng 80 triệu đồng. Do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sổ số kiến thiết Long An hỗ trợ, thông qua sự dẫn động của tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh. Dịp này, tỉnh đoàn Long An đơn vị tài trợ, huyện đoàn Tân Hưng và chính quyền địa phương cũng trao những phần quà chúc mừng anh Ngô Quốc Trung và gia đình có căn nhà mới. Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Tân Hưng tổ chức Hội nghị xét duyệt chính sách miễn tạm quản và tiêu chuẩn thực hiện Nghĩa vụ Quân sự năm 2025. Tại các buổi xét duyệt, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện đã soát kỹ các điều kiện điều động sơ tuyển sức khỏe Nghĩa vụ Quân sự năm 2025. Qua công tác xét duyệt, có hơn 830 công dân đủ điều kiện. Thời gian tới, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện và các xã thị trấn trên địa bàn sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền luật Nghĩa vụ Quân sự năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, niêm yết công khai kết quả xác duyệt Nghĩa vụ Quân sự theo quy định và tập trung làm tốt công tác tổ chức sơ tuyển, khám sức khỏe, nghĩa vụ quân sự và các bước tiếp theo trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2025. Thưa quý vị, về miền tây nói chung, Long An nói riêng trong mùa nước nổi, du khách không chỉ được chiêm ngưỡng khung cảnh sông nước mênh mông tuyệt đẹp mà còn được thưởng thức những món ăn hấp dẫn được chế biến từ nguồn sản vật phong phú của mùa lũ. trong đó cá đồng nướng cuốn lá sen non, một món ăn mang hương vị đồng quê Nam Bộ là món ăn mà du khách phải thử qua nếu có dịp ghé thăm. do mùa nước nổi, thịt cá rất săn chắc và thơm ngon. Những con cá được người dân đặt lờ, đặt lọt, mang về, nướng theo kiểu dân giả, càng dậy lên hương thơm tự nhiên, vị béo ngọt của cá đồng. Ngoài cá lóc, cá mùi nướng cũng là một món ăn đặc sản của bà con nơi đây. Món cá đồng nướng đúng điệu phải ăn kèm với lá sen non. Thứ lá sen chỉ vừa mới nhú lên trên mặt nước, lá vẫn còn đang e áp cuộn tròn. Lá sen lúc này vừa có vị ngọt, vừa có vị đắng nhẹ, lại giòn giòn, làm lại giòn giòn, giúp làm bớt mùi đặc trưng của cá nướng. Cá sau khi bắt về rửa sạch, đem đi nướng với lửa than hồng hoặc dùng rơm để đốt, còn gọi là nướng trui. Khi chín đều, da cá chuyển sang màu vàng ruộng, mùi bốc lên thơm phức, nghe có vẻ đơn giản. Nhưng để giữ được độ ngọt tự nhiên của cá thì đòi hỏi người nướng phải có bí quyết riêng. Dạ, anh Thành thì trong cái đặc sản miền Tây thì loại cá nào là ăn nướng ăn ngon nhất vậy? cá mà nướng ngon nhất là cá lóc đồng của mình làm thế nào để mà mình nướng con cá nhưng mà vẫn giữ được cái vị ngọt của nó mình phải canh thời gian là tầm khoảng là 25 phút mà muốn khi mà muối cá nó chín đó, thì mình sẽ động vào cái cổ cốt cá nó nó mềm thì cá nó sẽ chín là cá nó sẽ ngon sau khi nướng xong cá sẽ được gỡ ra làm đôi đặt miếng cá vào giữa lá sen non kèm thêm chút dưa leo chuối chát và khóm chấm với muối ớt để tận hưởng hết mùi vị của đồng quê Nam Bộ không tàu kỳ không kiểu cách nhưng hương vị đặc trưng của dùng sông nước này đủ sức để làm sai lòng những vị khách khó tính nhất Chiếc đưa em nhỏ, nghe rì rào tiếng sông vô gần xa trong không gian thoáng đãng của buổi chiều quê yên bình vừa ăn cá đồng nướng vừa được thưởng thức những câu hò điệu lý miền Tây ngọt ngào như thế này, chắc chắn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm khó quên. Trong 9 tháng qua, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Giao thông Vận tải đạt 60% kế hoạch, cao hơn mức trung bình của cả nước với tổng số vốn 71 288 tỷ đồng, bộ giao thông vận tải được thủ tướng chính phủ giao tính đến hết tháng 9/2024, bộ giao thông vận tải đã giải ngân 43.188 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân tương đương với cùng kỳ năm ngoái và cao hơn so với mức tỷ lệ giải ngân bình quân chung của cả nước. Bộ Giao thông Vận tải đang báo cáo cấp có thẩm quyền bổ sung 2.954 tỷ đồng cho các dự án nhóm B và 1.240 tỷ đồng nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022 cho các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư. Tính chung 9 tháng đầu năm nay, tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt hơn 12,7 triệu lượt, tăng 43% so với cùng kỳ năm ngoái và dược 12,6 triệu lượt khách của cả năm 2023. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê trong tháng 9, Việt Nam đón gần 1,3 triệu lượt khách quốc tế. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, đa số các thị trường phục hồi hoàn toàn, thậm chí một số thị trường còn tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2019. Có được kết quả này một phần nhờ hàng loạt chương trình xúc tiến du lịch Việt Nam ở các nước như Hoa Kỳ, Australia, Pháp, Đức, Hàn Quốc và chính sách thị thực thông thoáng. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam kỳ vọng lượng khách quốc tế đến Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trưởng đột phá trong những tháng còn lại của năm 2024. Từ đó, ngành du lịch sẽ hoàn thành mục tiêu đón từ 17 đến 18 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay. Một năm đã trôi qua sau cuộc xung đột Israel-Hamas bùng phát hồi tháng 10 năm ngoái, khiến 2,4 triệu người ở Gaza phải hứng chịu thảm kịch nhân đạo, trong đó trẻ em dễ bị tổn thương nhất. Không được học hành, không được vui chơi, không một nụ cười, thậm chí là mất cha mẹ và người thân, bơ dơ giữa cuộc xung đột chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Theo thống kê của tổ chức Save the Children, nhiều trẻ em ở giải Gaza bị khủng hoảng tâm lý, bị rụng tóc, chán ăn, thậm chí là ngừng nói chuyện do xung đột. Ami Ashur, 12 tuổi, và em gái Fatima Ashur, 10 tuổi, đã mất cha mẹ và em trai khi quân đội Israel tấn công vào tháng 12 năm 2023. Ami và Fatima đã sống sót nhờ được lực lượng cứu hộ kéo ra khỏi đống đổ nát. Hiện tại, các em đang được ông ngoại chăm sóc. Mặc dù vậy, không ai có thể thay thế được cha mẹ của các em. Chiến tranh cũng khiến không ít trẻ em tại giải Gaza bị khủng hoảng tâm lý nghiêm trọng. Trong số những trẻ đó có cô bé Sama, Mặc dù vẫn còn đầy đủ cha mẹ, tay chân lành lặn, nhưng cô bé 8 tuổi này đã rụng gần hết tóc vì căng thẳng đến mức không thể chịu đựng được. Đại diện của Nhi đồng Liên Hiệp Quốc UNICEF đã cảnh báo rằng trẻ em ở Gaza sẽ phải đối mặt với những di chứng có thể ảnh hưởng đến thế hệ sau. Thụy Sĩ và Italy đã giải lại đường biên giới đi qua dãy núi Alps khi các sông băng tăng chảy, làm thay đổi đường biên giới được xác định theo truyền thống. Trong một thông báo, chính phủ Thụy Sĩ cho biết các phần đáng kể của biên giới với Italy đi qua dãy núi Alps được xác định bởi các đường phân thủy hoặc đường gờ của sông băng, băng tuyết hoặc tuyết vĩnh cửu và những đường biên giới này đang thay đổi do băng tan. Hai nước đã nhất trí về những sửa đổi biên giới đi qua đỉnh Matterhorn, một trong những ngọn núi cao nhất châu Âu, nằm giữa vùng Zermatt của Thụy Sĩ và thung lũng Aosta của Italy. Hai nước đã thống nhất về các đề xuất thay đổi vào tháng 5 năm ngoái. Cuối tuần qua, Thụy Sĩ đã chính thức thông qua hiệp ước và chờ chữ ký của phía Italy. Một triển lãm nghệ thuật nhằm nâng cao nhận thức về bình đẳng giới đang diễn ra tại thủ đô London, Anh Quốc với sự tham dự của nhiều nữ nghệ sĩ cùng nhiều tác phẩm nghệ thuật đặc sắc được trưng bày và giới thiệu đến công chúng. Triển lãm quy tụ hơn 150 nữ nghệ sĩ với hơn 2.000 tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Sự kiện không chỉ đề cao tài năng sáng tạo của các nữ nghệ sĩ mà còn hướng đến việc phản ánh tình trạng bất bình đẳng trong lĩnh vực nghệ thuật khi vai trò, sự cống hiến của các nữ nghệ sĩ ít khi được công nhận một cách tương xứng. Suốt nhiều thế kỷ qua, giá trị các tác phẩm nghệ thuật của các nữ nghệ sĩ luôn được định giá thấp hơn so với nam giới trong ngành công nghiệp nghệ thuật. Bên cạnh đó, các nữ nghệ sĩ cũng ít có cơ hội được trưng bày tác phẩm tại các phòng tranh hơn. Theo các số liệu, trong khoảng từ năm 2008 đến giữa năm 2022, số lượng các tác phẩm nghệ thuật của nữ nghệ sĩ chỉ chiếm 3,3% trong các phiên đấu giá tại Mỹ hay thị trường nghệ thuật. Thế vận hội Olympic và Paralympic 2024 ở thủ đô Paris, Pháp đã khép lại. Và giờ là lúc các hoạt động tái sử dụng giúp giảm thiểu rác thải liên quan đến sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này đang diễn ra sôi nổi. Những chiếc giường được sử dụng tại làng Olympic, nơi các vận động viên lưu trú trong suốt thời gian diễn ra thế vận hội, đang được đóng gói và quyên tặng cho các tổ chức tại Pháp theo đúng tinh thần hướng đến nền kinh tế tuần hoàn, giảm thiểu rác thải mà ban tổ chức sự kiện đặt ra từ đầu. Ngoài ra, sự kiện khuyến mãi lớn của Thế vận hội cũng đang diễn ra trên khắp nước Pháp vào mỗi cuối tuần, mang đến cho người hâm mộ cơ hội sưu tầm hàng ngàn món đồ như áo của tình nguyện viên, trang phục của vận động viên, cờ của các nước dùng trong các buổi lễ Olympic và Paralympic 2024 với giá hấp dẫn. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.